sẻ 3 bước cơ bản cho các bạn mới bắt đầu học piano. Bước 1, học thuộc 7 nốt nhạc trên đàn. Bước thứ 2 là nhớ 7 nốt nhạc trong khung nhạc. Bước thứ 3, luyện tay trái tay phải thật nhuần nhuyễn. Ok, bắt đầu chúng ta vào bài nhé các bạn. Đầu tiên các bạn cần phải học thuộc 7 nốt nhạc trên đàn. 7 nốt nhạc gồm có các nốt Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô. Các bạn có hình dung không ạ? 7 nốt nhạc thì mình gồm có các nốt Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô. Các quãng còn lại chỉ có khác nhau ở cao độ thôi nhé các bạn. Mình ví dụ quãng 1, quãng 2, quãng 3. Cách nhớ 7 nốt nhạc ở trên đàn như sau. Các bạn nhìn trên màn hình, ta có chùm 2 nốt đen và 3 nốt trắng. Nốt trắng gồm có các nốt Đô, Rê, Mi. Tiếp theo có chùm 3 nốt đen. Chúng ta có 5 nốt trắng. 5 nốt trắng gồm các nốt Fa, Sol, La, Si, Đô. Ví dụ như quãng 1, quãng 2, quãng 3 là cũng đều giống nhau hết nhé các bạn. Dễ không các bạn? Cực kỳ là dễ luôn. 1 phút là các bạn có thể học thuộc và nhớ đúng không? Tiếp theo bước 2 là nhớ 7 nốt nhạc trong khung nhạc. Mình sẽ ví dụ như nốt Rê nằm ở dưới dòng kẻ đầu tiên. Tiếp theo đến nốt Fa nằm trong dòng kẻ thứ nhất và thứ hai. Và các nốt còn lại các bạn nên nhớ nó nằm ở vị trí nào nhé. Bước thứ 3 là bước cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất. Khi các bạn chơi đàn mà đôi tay của các bạn không nhuần nhuyễn thì rất khó để chơi những bản nhạc mà mình yêu thích đúng không? Mình sẽ ví dụ một bài luyện tay cho các bạn tham khảo nhé. Bài luyện tay này là bài luyện tay vắt chéo. Các bạn chú ý này. Bài luyện tay này như sau. Các bạn đánh Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô. Đô, Si, La, Sol, Fa, Mi, Rê, Đô. Làm một lần nữa nhé các bạn. Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô. Đô, Si, La, Sol, Fa, Mi, Rê, Đô. Tay trái của mình cũng tương tự Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô. Đô, Si, La, Sol, Fa, Mi, Rê, Đô. Mình sẽ ghép cả hai tay lại cho bạn xem nhé. Chia sẻ 3 bước rất quan trọng cho những bạn mới học đàn piano.
Nếu bài học bổ ích cho các bạn, hãy ủng hộ mình một like hay subscribe. Mình có động lực để có những bài học hay hơn.